Dạ rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây lộc vườn nha. Đó, lộc vườn này lộc vườn khai thác nha cả nhà. Đó, lộc vườn khai thác này. Đó, rất là tốt luôn, sống khỏe rồi. Rồi cây này có mã số là 50. Mình đo cái hòn đây đi. Cái hòn thân chính này đo được là 20 nha. Hòn thân chính đo được là 20. Cây này có chiều cao đến đầu thân chính ở đây là 40. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 39 nha. Chậu nuôi lọt lòng 39. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu là 800k bao ship nha. 800k bao ship. 800k bao ship cho cây lọc vườn khai thác này luôn nha. Thì cái cây khai thác nó sẽ có được cái dáng là tự nhiên đó, còn mà cây nuôi là nó sẽ có quằn quèo, nó nuôi nó quằn quèo nó theo một cái dáng. Còn cái này là cây khai thác nha, cho nên là nó có cái dáng là thiên nhiên của nó. 800k bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn nha, được gì thì ủng hộ nhà vườn luôn, lọc vườn nha. Ok, rất là xung tốt luôn. Mã số 50, 800k bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.